Quý vị thân mến, đột quỵ và tử vong trong chớp mắt không còn là căn bệnh độc quyền của người già mà đã xảy ra với cả những người trung niên, thậm chí là người trẻ. Bản thân những người bị nạn, họ cũng không từng nghĩ đến các tình huống như vậy có thể xảy ra, mất mạng bất ngờ. Chúng ta có thể hạn chế tối đa đột quỵ bằng 4 điều chậm, 2 việc tốt và 3 thứ không nên làm. Xin mời quý vị tìm hiểu cùng Khánh Linh. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ là do xuất huyết não. Xuất huyết não xảy ra khi máu tràn vào mô não và gây tổn thương não. Khi mạch máu bị tổn thương sẽ kích thích các mô não, gây ra phù não. Máu tập trung thành một khối gọi là tụ máu, tăng áp lực lên các mô xung quanh, cuối cùng giết chết các tế bào não và gây vỡ mạch não. Điều chỉnh thói quen và thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của bạn. Trong đó có 4 điều chậm rất tốt cho sức khỏe, đó là 1. Thức dậy từ từ. Thức dậy quá nhanh dẫn đến thay đổi tư thế đột ngột, huyết áp tăng và dễ gây xuất huyết não. Do đó, khi thức dậy vào buổi sáng, hãy chậm lại, di chuyển tay và chân trước, rồi ra khỏi giường từ từ. 2. Vận động buổi sáng chậm rãi. Huyết áp buổi sáng sớm dễ tăng cao, tập thể dục mạnh sẽ gây tăng huyết áp và có thể dẫn tới xuất huyết não. Do đó, trong khi tập thể dục buổi sáng, hãy chọn những bài tập chậm rãi, nhẹ nhàng. 3. Đứng dậy từ từ sau khi đi vệ sinh. Đại tiện sau khi thức dậy buổi sáng là thói quen tốt, nhưng khi đứng dậy hãy cẩn thận, nhất là đối với người già có tiền sử bị bệnh huyết áp. 4. Không hút thuốc khi mới thức dậy. Không nên hút thuốc khi mới thức dậy vào buổi sáng, hãy hút sau 1 tiếng để tránh đông máu và xuất huyết não. Hai việc tốt chúng ta cần làm là gì? 1. Khống chế tốt mỡ trong máu. Lipid máu bất thường là một trong những nguyên nhân gây xuất huyết não. Cùng với việc đổ mồ hôi quá nhiều vào mùa hè, rất dễ khiến máu bị đặc và hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Do đó, để ngăn ngừa xuất huyết não vào mùa hè, trước tiên chúng ta phải biết kiểm soát lipid máu. Để điều chỉnh lipid máu, sự lựa chọn thực phẩm lành mạnh là rất quan trọng. Hạn chế dầu mỡ, đồ ăn chiên rán, đồng thời tích cực vận động cơ thể, đi bộ nhanh thường xuyên để loại bỏ lipid dư thừa trong cơ thể. 2. Kiểm soát tốt huyết áp. Căng thẳng cảm xúc và hưng phấn quá mức có thể khiến huyết áp tăng lên. Điều này không có lợi cho việc ngăn ngừa và kiểm soát huyết áp. Khi mọi thứ xảy ra, chúng ta phải duy trì thái độ lạc quan, tích cực với cuộc sống. Và sau đây là 3 thứ không nên. 1. Ăn đồ chiên rán. Thực phẩm chiên rán chứa rất nhiều chất béo. Một khi ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tăng mỡ máu và máu dày, làm tăng nguy cơ bị xuất huyết não. 2. Uống nước ngọt. Vào mùa hè, nhiều người muốn uống nước ngọt có ga, đá để giải khát. Tuy nhiên, các loại nước ngọt đều chứa một lượng đường lớn. Khi uống quá nhiều, gây nên chứng béo phì, tăng huyết áp, tim mạch, tăng nguy cơ xuất huyết não. 3. Ngồi quá lâu. Với những người ngồi lâu sẽ lưu thông máu chậm hơn và tăng độ nhớt của máu. Điều này sẽ dẫn đến mệt mỏi do co thắt cơ tim, dễ bị xuất huyết não và nhồi máu cơ tim. Vì thế, bạn nên thường xuyên vận động cơ thể, thay đổi tư thế khi ngồi làm việc. Quý vị thân mến, vừa rồi là những lời khuyên giúp chúng ta hạn chế tối đa đột quỵ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đăng ký kênh. Đừng quên chia sẻ nếu quý vị thấy video này hữu ích. Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.